子佳现在在给我做饭吃，给你们介绍一个新朋友。子佳的第几个妹妹啊？第五个妹妹。阿涵。呀。嗯，现在也是回来养胎，几个月了？好，这宝宝就三个，单胎啊。还有一个多月就是出生了。是的。嗯。今天又是吃越南的红烧肉，看一下他们。这么大的锅铲，这么小的这个碗哈，拿这个碗在炒。原汁原味的，香还是香这个肉。师妹也是非常老实的一个女孩子，也是非常勤快。然后就在去年我和子佳回国的时候，突然就闪婚了。她婚礼我们都没有来参加，然后现在一下子就怀孕了。你们在我视频里面看的比较少，这子佳的第四个妹妹。刚才师妹在那里，我不好问她老公。那个妹妹回来了，她老公怎么没有回来？她老公回家是为那个这个当兵了。当兵啊？国家叫他去当兵。你们越南就是那个男的都要当兵吗？是啊，你现在年轻嘛，所以他就到18岁都要去当兵。对。那他去当兵，他老婆怎么办呢？我也不知道，但是听过几天，我听说他妈妈已经给谁安排好了，然后现在他留在家里，帮他妈妈卖那个米。我就是找关系，花钱托关系。就可以不去当兵。对，这样。我弟弟家里面等18岁也要去的。你弟弟也要去啊？要去呀，他现在还没到18岁嘛。那你是怎么想的？我也不知道我妈妈怎么想的，到时候问我妈吧。你妈想不想给他去当兵？妈妈就不想的，但是我们姐妹就想的是，给他去外面省下一点。对，当兵可以。哦。嗯，你们这边当兵有没有钱啊？啊，我听说寄3年2年回来也没很多吧，也几千块钱吧。几千块钱人民币啊？嗯。你在我们那里当2年出来，起码有10多万。10多万吗？嗯。怎么那么多啊？真的，我们想去当兵都没机会呢。我天。我们那边要去当兵，要身体好，反正要有很多，反正优秀才可以去的。丈母娘在晒衣服，没，帽子很漂亮。这是什么？她在摘一个什么东西？院子里面好热，丈母娘院子里面。有好啊，这么大的呢，看不见。这是什么？煮汤喝的吗？啊，等一下加那个露丝。这院子里面怎么还有苦瓜了？我们家里种的。太可怜了。那，你留恋这么大了，这么那么脏的这块，啥玩意啥玩意的？子佳又在家里面敲什么？我家里挖这个胶片，几个胶片。哦，够了吗？够了。我说你们可以不？这个房子现在还没有住人。就是摆着玩。给他。一个月吧。嗯。这个里面有那个气味吗？天天给太阳通风晒一下，应该会好一点。啊？什么意思啊？叫，他叫你吃这个。这个可以吃啊。可以安得，得安得。我让丈母娘把最好的都是给女婿啊。好吧，好吧嘞。所以就这样吃啊？好。哦，丈母娘，我有个事跟你说一下。啊。就我后台收到一个留言，有一个男的，50岁，一个月收入10000，问妈妈怎么想的。这个刚才是吧？啊。这个，hồi nãy á là có một cái ông á, ông nhắn tin cho chồng con, ông nói là ông 50 tuổi,
Nhưng mà ổng làm một tháng thu nhập của ổng là nhiêu? Dĩ quan thôi vậy à? À, chứ 30 triệu một à. Một tháng của ổng thu nhập là 30 triệu. Ổng nói chung là ổng rất thích mẹ. Thích mà ổng có vợ. Ổng có vợ.这个我不知道，他没有说，他就说五十岁，然后他工作一个月是一万块钱。À, xin ngay thì quên tha dù mới dù làm có hại dừa qua như thay dù làm có hại dừa là chứ hình mãn phản đúng rồi thanh mỹ dầu đúng quá thay dừa dây nhiên đồng ý đúng không? À. Chứ không phải khai quẩn chứ là chân là nguyện ý gia đạo Trung Quốc chứ à? Ông nói là người Trung Quốc á. À, và biết nói sao? Thật ra tôi có tụng Trung Quốc tụng câu thông. Xuyên mà, nhìn nữ ơi cũng xuyên là. Học con này chỉ mẹ, học không? Học. À, mẹ kia là... À, vỡ hậu cao xin vỡ hậu cao xin lên xử nhị chưa xử xử à lên xử nhị là vỡ hậu cao xin lên xử nhị à vỡ hậu vỡ hậu cao xin cao xin lên xử nhị lên xử nhị. 你们觉得丈母娘有没有机会学会中国话？到时候没，到时候有机会我带你去中国看一下，你再做决定。他说慢慢学，他说để bữa đó là nó chắc mẹ qua về gặp mặt rồi coi thử rồi tới đó mẹ quyết định thấy sao đi không đi sao sao có gì 等我们现在的计划就是等紫霞把这个孩子生下来，然后再把他做中国国籍，做好之后再带丈母娘去中国看一下，先这样吧。nó là giờ đợi con đẻ xong rồi đợi xong rồi làm hộ chiếu xong chắc mẹ qua về. Nếu mà mẹ qua bển mẹ cảm thấy cuộc sống bên bển nó hợp mẹ kia nọ thì mẹ quen ổng vậy đó. Lâu lâu thì mẹ về Việt Nam chơi, ví dụ 2-3 tháng không tháng về Việt Nam chơi bình thường, muốn về về à không khó khăn. Ủa cái tao là khỉ chung cọ cha tao chung cọ về hình trình năng rồi đúng không? Sẵn duy nãy tôi có sẵn khỉ sử hôi chưa khỉ về hình phu chứ về mấy sao muốn phu giả rồi ý không rồi chân này à, tôi nói chân này à thiệt á. Thiệt, mày chịu không? Chịu. Chịu, cũng nói thiệt á. À, chịu. Thay thao, dây duyên. Ủa đi mai à. Nếu không lo được à. Ta cho tha những trao vua tha, hãy dù dặn tha sĩ vụ. Ý sư mà mà sâu, nâng cầu trao vua nàn lần, đàn sư yêu nàn lần nâng cầu dặn được chi tha. À. À. Xa đình dễ chứ, ủa đi mai à. Ok. Dạ ăn cơm hả? Dạ ăn cơm không? Cơm bây giờ.